Quang Biểu xin kính chào các anh chị và các bạn. Hiện tại mình Quang Vũ đang đứng trước cái tượng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Hôm nay là cũng sắp tới ngày lễ giỗ của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Người dân ở phương Nam, đặc biệt là thành phố Rạch Giá, Kiên Giang thì thường gọi ông là cụ Nguyễn. Thì Quỳnh Quang Vũ cũng biết thì quý vị thì cũng như các anh chị và các bạn về cái tiểu sử của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Rồi thì bây giờ mình bắt đầu nhé. Hàng năm cứ đến ngày 27 đến 29 âm lịch tại khu di tích đền Nguyễn Trung Trực, Rạch Giá, Kiên Giang lại tổ chức lễ hội nhằm tưởng niệm vị anh hùng dân tộc đã có công giữ nước trong những ngày chống giặc Pháp. Đây không phải là diện ngày mất hay ngày sinh mà ngày nhân dân tưởng niệm. Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại Bình Nhật, huyện Củ An, phủ Tân An, nay thuộc xã Bình Đức, huyện Bình Lức, tỉnh Long An. Ông trưởng thành đúng ngày lịch sử nhà nước nhà bước vào giai đoạn ngặt nghèo bi thảm nhất. Vận mệnh của dân tộc ngàn cân treo sợi tóc, kẻ thù là bọn thực dân cướp nước phương Tây, có thế lực hùng mạnh, trang bị hiện đại. Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, Nguyễn Trung Trực đã tham gia vào việc phòng thủ, bảo vệ đồng Chí Hòa dưới quyền lãnh binh Trương Định. Tháng 12 năm 1861, trước phong trào nổi dậy của nhân dân ba tỉnh miền Đông, Pháp đã khủng bố dã man. Thời gian này, Nguyễn Trung Trực chiến đấu trong hàng ngũ nghĩa quân phía Tân An, bảo vệ vùng Gò Công. Địa bàn chính của nghĩa quân là vùng Bến Lức, dọc theo sông Vàm Cỏ Đông. Ngày 10 tháng 12 năm 1861, Nguyễn Trung Trực cùng nghĩa quân lập chiến công vang dội, đốt cháy tàu Esperance hay là tàu Hy Vọng trên vàm sông Nhật Tảo, làm cho địch thiệt mạng 17 tên. Sau chiến thắng này, hàng loạt cuộc tấn công khác đánh vào tàu địch liên tiếp nổ ra ở Bến Lức, sông Trà, làm cho lực lượng hải quân Pháp lúng túng, bị động thế võ. Sau chiến công Nhật Tảo, Nguyễn Trung Trực ra Huế nhậm chức quản cơ do triều đình phong tặng. Theo chế độ phẩm trật quan lại thời Tự Đức, đây là bậc võ quan được xếp vào hàng chánh tứ phẩm. Ngày 20 tháng 6 năm 1867, Pháp chiếm Vĩnh Long, Châu Đốc, An Giang, Hà Tiên. Lúc này Nguyễn Trung Trực lui về Hòn Trong cùng với một số nghĩa quân xây dựng căn cứ địa, chuẩn bị lực lượng chờ thời cơ tấn công địch. Ngày 16 tháng 6 năm 1868, ông chỉ huy nghĩa quân kết hợp với nội ứng tấn công đồn Rạch Giá, tiêu diệt tất cả các lính Pháp đứng tay sai giữ đồn, phóng hỏa đốt cháy đồn. Ngày 19 tháng 9 năm 1868, tên quan tư của Pháp, tên đội trưởng 125 lính mã tấn công Hàm Ninh, bọn giặc gọi thêm viện binh tấn công Dương Đông, Phú Đông, An Thái, Phước Lộc. Trong khi vợ con qua đời thì nhân dân bày khảo tra, tàn sát dã man. Nghĩa quân bị túng thế, thuốc súng không còn, thế giặc mạnh, ông quyết định đấu đến giây phút cuối cùng. Ông hạ lệnh tập trung nghĩa quân lại, kêu gọi đánh trận cuối. Trong những ngày này chỉ có một số nghĩa quân được tuyển chọn. Trước khi ra trận, ông quyết định hủy bỏ toàn bộ ghe thuyền, cất giấu tất cả vũ khí. Sau cuộc chiến ác liệt diễn ra tại vùng căn cứ, kéo dài qua cánh đồng Tràm đến bãi Ông Lan, trên đường lúc lui, ông cố tình chạy về hướng Dương Đông để tránh xa ra vùng căn cứ. Qua trận chiến đấu ác liệt, ông bị thương ngất đi, không ai bị sa vào tay giặc. Chúng cấp tốc đưa ông về Dương Đông, sau đó rút quân. Giặc Pháp đưa ông trở lại ra Rạch Giá,
lên Sài Gòn bằng tàu Hải Âu suốt một chặng đường dài hơn một ngày đêm. Đến Sài Gòn, Nguyễn Văn Trực bị giam tại Khóm Lớn. Trong cuộc thẩm vấn, ông đã nói một câu mà sau này coi như chân lý: bao giờ nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây. Không thuyết phục được ông, Pháp đã tuyên án xử tử ông cùng một số nghĩa quân khác. Bản án được thi hành tại Rạch Giá.